Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 14 giờ chiều, tức là 2 giờ chiều của ngày 16 tháng 4 năm 2022. Về thị trường chứng khoán thì vẫn đang rất là nóng. Những câu chuyện liên quan tới FLC hay một loạt các thông tin liên quan tới fake news, tin giả hay làm giả chứng khoán thì tôi nhận được một niềm tin của một số người. Và một trong các bác ấy thì cũng nhắn tin hỏi han tôi là để mà phân tích được rằng là thị trường chứng khoán thì nó ở trong cái giai đoạn nào là hợp lý hay như thế nào đấy, và các phương cách của những đội lái, tổ lái thì là như thế nào. Thì tôi xin chia sẻ với các bác thế này, đơn giản thôi nhé, không có gì là khó hiểu cả. Chúng ta nhìn vào những điểm mấu chốt. Có một cái sự cảnh báo trước, đó là từ năm 2021, khi mà có cái dạng như là các bác thể thấy rằng là có sự gia tăng bất thường. Nếu là sự gia tăng bình thường thì không nói làm gì, nhưng đây là một cái sự gia tăng bất thường. Đó là những nhà đầu tư F0 mà chúng ta theo dõi những cái bản tin tài chính chứng khoán thì chúng ta sẽ thấy đây là một sự gia tăng bất thường. Bởi vì cái số lượng nhà đầu tư mới ấy, tham gia thị trường chứng khoán tăng một cách đột biến thì chúng ta thấy rằng là hình như nó có một cái vấn đề gì đó lấn cấn ở đây. Và tôi nhớ thời điểm đó thì có khá là nhiều chuyên gia cũng như là những người am hiểu về thị trường chứng khoán cũng lên để mà nói rằng là các nhà đầu tư F0 hay là những nhà đầu tư mới đó, chúng ta gọi là F0 ấy, thì phải thật cẩn trọng trước thị trường chứng khoán. Bởi vì đây là một trong những cái đội mà có thể nói rằng là thiếu kinh nghiệm về thị trường. Chính vì thế họ rất dễ bị thao túng và bị tâm lý bầy đàn. Chúng ta gọi là tâm lý bầy đàn hay là hiệu ứng bầy cừu hay là những loại như FOMO hay gì đấy. Thì các bác có thể thấy rằng là đây là một trong những người mà vì thiếu kinh nghiệm cho nên họ phải trả giá bằng tiền mặt. Nhiều khi là như vậy. Cho nên khi mà có một cái sự số lượng lớn gia tăng như vậy là tôi đã thấy có một cái sự bất thường. Đấy là cái thứ nhất để tôi xin chia sẻ các bác. Cái thứ hai nữa là để làm giá, nghĩa là để mà lôi tiền từ những đội này vào á, thì có hai cái mà các bác thật là cẩn trọng. Đó. Thứ nhất ấy, thì tôi nói thế này, đó chính là việc làm giá của những đại gia. Tôi phải nói đại gia là bởi vì những tổ lái này là có quá nhiều tiền. Quá nhiều tiền ấy, cho nên họ có thể dùng cách một, dùng cách hai hoặc dùng cả hai cách. Nhưng cách một ấy, là đầu tiên họ phải có tiền đã. Và họ ra chứng khoán theo dạng là tạo cái cung cầu ảo. À, giống như anh chị Minh Quyết ấy, tạo cái cung cầu ảo, bên tay trái bán, tay phải mua, tay phải lại bán, tay trái lại mua, kiểu kiểu như thế. Và từ đó tạo cái cung cầu ảo này và đẩy cái giá chứng khoán lên. Đây là cuộc chơi được dẫn dắt bởi những người có tiền, hoặc bản thân ngay chính những người chủ doanh nghiệp, những người mà sở hữu một số lượng cổ phần rất lớn của chính doanh nghiệp của mình. Đấy là chúng ta có thể nhìn thấy điều này. Cái điều thứ hai á, thì nó liên quan tới giống như là anh Đặng Như Quỳnh bị bắt ấy. Đó. Bởi vì á, tại sao nhá? Đó là cuộc chơi của những tay nhỏ nhưng đầy mưu mẹo và thủ thuật. Đó chính là việc mà tung tin giả, fake news. Họ tung tin không kiểm chứng, không có một cái gì đó cả. Và lập tức với những cái tâm lý mang tính có thể nói rằng là bầy đàn của những tay chơi mới ở thị trường thì lúc này tạo nên một cái sự có thể nói rằng là rất khủng khiếp. Thậm chí họ tung tin lẫn nhau luôn. Đội lái này tung tin đội lái kia lại tung tin đội lái khác, vân vân. Và thị trường nó tràn ngập những cái tin giả. Tràn ngập những cái tin giả. Đó. Đấy là cái mà tôi xin chia sẻ với các bác như vậy. Thế thì cho nên là chúng ta phản ứng với những tin giả thế nào? Thì ở đây tôi xin chia sẻ kinh nghiệm của mình như thế này. Khi các bác nhìn vào những cái cổ phiếu bị làm giá, tôi gọi là những cổ phiếu bị làm giá, thì nó dễ lắm, không có gì khó cả. Thường thường những cổ phiếu này là những cổ phiếu có thể nói là giống như cổ phiếu penny, nghĩa là chúng ta gọi là có blue chip và có penny, đúng không ạ? Thì những cổ phiếu penny là những cái cổ phiếu mà có trả giá trị thấp, nó có giá trị thấp, nhưng những cổ phiếu này giá trị thấp nhưng mà số lượng lại vừa phải để mà dễ bị làm giá. Chúng ta phải để ý những cổ phiếu này. Đó là những công ty có thể là nhỏ. Và các bác có thể thấy rằng là cổ phiếu nhiều khi nó tăng đến tận 6, 7, thậm chí là có những cổ phiếu tăng đến mười mấy phiên liên tiếp.
thì xin thưa với các bác rằng, mà thậm chí là thông tin bổ trợ chính thống, tôi nói là thông tin bổ trợ chính thống là rất ít, là rất ít. Vậy mà nó tăng vèo 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 này lên, thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay đây là một, có thể nói rằng là cổ phiếu có thể nói là nguy hiểm. Bởi vì khi chúng ta vào á, nó có thể tăng đến vài phiên, chúng ta lãi 15, 20, 30%. Nhưng đến khi nó đã xuống rồi thì xin phép với các bác rằng là chạy không có kịp. Đó. Chúng ta bị lòng tham dẫn dắt thì chúng ta rất dễ rơi vào cái bẫy như vậy để mà mất tiền oan. Cái bẫy như vậy để mà mất tiền oan. Đó. Thế cho nên ấy, cái câu chuyện rằng một doanh nghiệp có thể tăng đến 2-3 lần, nghĩa là bản chất cổ phiếu là phản ánh cái giá trị của doanh nghiệp. Giá trị của doanh nghiệp mà tăng đến 2-3 lần trong một năm thì có thể nói rằng, hoặc là trong thời gian ngắn, đó là một cái sự hoàn toàn bất thường. Rất khó có thể nói cái điều này. Đúng không ạ? Hoàn toàn bất thường. Và chúng ta phải thật cẩn trọng với những điều đó. Thế thì nhiều bác đã bắt đầu có một cái câu hỏi tiếp theo, đó là vậy thì thị trường chứng khoán như vậy thì có chơi hay không? Thì xin thưa với các bác rằng là ở mọi cái quốc gia phát triển thì thị trường chứng khoán là một cái kênh thu hút vốn, thu hút đầu tư, cho nên chúng ta vẫn có thể làm một nhà đầu tư được. Đó. Giống như nhiều doanh nghiệp chẳng hạn, cách đây khoảng 5 năm họ là doanh nghiệp bình thường, nhưng mà 10 năm sau họ trở thành doanh nghiệp số 1. Đúng không? Thì đấy là chúng ta nếu mà mua những cổ phiếu như vậy thì chúng ta có lời chứ, lời hơn cả bên phía của khi chúng ta gửi tiết kiệm chứ. Cho nên đầu tư chứng khoán vẫn là một cái kênh có thể nói là hiệu quả, nhưng nó phải thật sự dành cho những người có kiến thức, có kinh nghiệm, có thậm chí có kinh nghiệm về kinh doanh, để thấy rằng là tiềm lực về ngành của anh này, nghĩa là tiềm lực đối với chúng ta về ngành, ví dụ như là ngành thép chẳng hạn, ví dụ vậy, hoặc là một số ngành sản xuất chẳng hạn, một số ngành hàng tiêu dùng chẳng hạn, nghĩa là chúng ta đã dự báo được cái tương lai là có ổn hay không. Đấy là cái ngành của họ. Cái thứ hai nữa là những cái hệ số đọc bảng tài chính của họ, tỷ số nợ trên chủ sở hữu, rồi chỉ số sinh lời, vân vân, tất cả những cái chỉ số PE, PB rồi vân vân, báo cáo tài chính là các bác phải đọc và hiểu rõ. Đó là cuộc chơi của những người có kiến thức. Và khi phân tích như vậy rồi, chúng ta thậm chí còn phải nhìn cả vào những lãnh đạo điều hành của doanh nghiệp là họ thật sự có tử tế hay không, là thật sự họ có muốn phát triển công ty hay không. Đó. Thì chúng ta nhìn vào cả những con người như thế, tài năng của anh ta, tầm nhìn của anh ta như thế nào và cách điều hành vân vân. Thậm chí rằng là doanh nghiệp này là doanh nghiệp của đại chúng hay là chỉ là doanh nghiệp gia đình thân hữu, nơi một số người nắm cái giá trị cổ phiếu lớn, còn phần nhỏ thì dành cho nhà đầu tư nước ngoài, dành cho nhà đầu tư kiểu như thế. Và cái sự nghĩa là tóm lại về cái sự minh bạch của doanh nghiệp. Tôi nghĩ doanh nghiệp nào minh bạch thì họ không có ngại mà chia sẻ đâu. Đó. Có một cái điểm mà nhiều bác nhận ra rất là tinh ý, thì có nói rằng là bản chất của Hoàng Dôn khác hẳn với những người khác làm thông tin. Đó là tôi không thấy ông Hoàng Dôn vụ lợi ở đây. Thế thì xin thưa với các bác đúng vậy. Tôi có thể chia sẻ với các bác thế này. Nếu mà để mua bán cổ phiếu vân vân để mà trục lợi thì thậm chí không cần phải tung tin giả hoặc là tung tin gọi rằng nào đó để mà làm về chứng khoán. Hoàn toàn mình có thể nghe ngóng thông tin rồi mình sẽ mua bán cổ phiếu theo các thông tin chúng ta gọi rằng là thông tin gọi là nội bộ. Tôi không nói tin giả nhé, nói tin nội bộ. Có nhiều thông tin mà nó phân ra từng cái lớp một xuống. Ví dụ như là một dự án mới sắp được triển khai. Ví dụ như một khoản tiền mới sắp được về tài khoản liên quan đến bán một số dự án nào đấy, từ đấy phát sinh ra một cái lãi đột biến thì bên lãnh đạo họ có trước vân vân, mà mình mà có được cái này thì mình biết thế, mình mua cổ phiếu vào và khi nó tung ra thì mình lại bán ra, thì mình đã thu được một khoản lời. Nghĩa rằng là liên quan đến tin nội bộ. Đó. Và tôi là người làm thông tin thì đấy là một trong những cái có thể nói là thế mạnh của mình trong cái việc đi tìm thông tin và giải quyết thông tin, và mình hoàn toàn có thể có được cái lợi nhuận từ đó. Thế nhưng tại sao tôi không làm? Nhiều người có hỏi rằng là tôi thấy rằng là từ khi, và thậm chí những người bạn thân thiết ấy, thì có nói rằng là tôi thấy rằng từ khi anh lập kênh thì anh có thể nói rằng là hy sinh vì nó tương đối nhiều. Bởi vì là chỉ vì một cái chữ khách quan thôi, khách quan công tâm, mà tôi sẵn sàng tôi dẹp đi các hợp đồng truyền thông, tôi sẵn sàng dẹp
đi cái việc mà tư vấn truyền thông, dẹp đi một công ty truyền thông đó, rồi thậm chí rằng là rời bỏ cái thị trường, chỉ để rằng là những cái thông tin của mình nó được khách quan, công tâm là chỗ đó. Bởi vì tôi nghĩ rằng á, có một cái sự thế này, kể cả anh biết về thông tin nội bộ hay kể cả anh biết gì đấy, nhưng để đảm bảo cái sự công bằng giữa mọi người chơi với bản thân mình với nhau, nên nhớ mình tham gia thị trường thì là một cái thông tin thì mình cũng phải bình đẳng như mọi người khác. Thì bình đẳng không nghĩa rằng ấy, mà bình đẳng cả về mặt thông tin nữa. Hiện nay thị trường đang có một cái gì đó tôi cho rằng là bất bình đẳng về mặt thông tin. Thế cho nên là ngay cả doanh nghiệp mà có cái tín hiệu tốt thì cái thông tin đưa ra nhiều khi tôi biết đâu được, đúng không ạ? Lỡ để rò rỉ đâu đấy và một số người thì lại trục lợi từ đây. Và thị trường thì xin thưa với các bác, cái việc này gọi là thông tin nội bộ thì không chỉ Việt Nam mà kể cả Hoa Kỳ hay bất cứ một thị trường chứng khoán nào thì cũng đều bị dính cái này hết. Thậm chí rằng là để có hẳn bên bên Hoa Kỳ có hẳn một cái xử lý hình sự về thông tin nội bộ. Thế nhưng một số quỹ đầu tư và một số phân tích độc lập họ nói rằng là vẫn xử lý chỉ được một phần rất nhỏ, còn đâu là thị trường vẫn có những thông tin nội bộ kiểu như thế đó. Nhưng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin một cách minh bạch, và những người lãnh đạo doanh nghiệp, tôi nhấn mạnh nhé, những người lãnh đạo doanh nghiệp và ngay cả ủy ban chứng khoán vân vân thì phải có một cái sự bình đẳng thông tin với mọi người. Anh có được thông tin, anh phê duyệt một cái dự án đầu tư có thể phát sinh lợi nhuận rất lớn, thì anh cũng phải thông báo cái điều đó trước khi với người thân, với gia đình hay ngay cả trong của anh. Đó. Cho nên việc công bố thông tin là cái việc mà tôi nghĩ rằng là phải tạo ra được một cái mặt bằng bình đẳng thông tin. Thì lúc này những nhà lãnh đạo mà chúng tôi gọi rằng là liêm chính trong doanh nghiệp phải có được cái sự liêm chính, mà có sự liêm chính các bác ạ. Đó. Thì chúng ta có thể thấy rằng là ngay cả trong lãnh đạo nhà nước hay rằng là trong doanh nghiệp phải có sự liêm chính. Liêm chính ngay cả trong cái việc phê duyệt này. Ví dụ tôi đấy, ví dụ như là một tập đoàn mà xin được cái chủ trương phê duyệt một cái dự án lớn, thì cái thông tin này mà được đưa ra thì đương nhiên giá cổ phiếu nó sẽ tăng. Thì từ cái khâu phê duyệt đấy thì cũng phải giữ nội bộ hay rằng là duyền trước để mà tạo ra một cái hệ thống thông tin nó đầy đủ, minh bạch, mạch lạc. Đó. Chứ nhiều khi mà thông tin ra rồi thì một số người cũng đã cầm cổ phiếu rồi và họ có thể trục lợi được từ đấy. Cá nhân tôi thì bây giờ thấy rằng là pháp luật thì vẫn chưa xem được vào tận cái chỗ này. Tuy nhiên tôi vẫn mong muốn rằng là đạo đức liêm chính của ngay cả những quan chức hay là cả những doanh nghiệp cần phải được đề cao và đề trọng. Và chúng ta chỉ thấy rằng là với một cái khoản lợi nhuận, một cái khoản thu nhập, đấy các bác, chúng ta phải luôn nghĩ thế này, một khoản lợi nhuận, một khoản thu nhập mà dựa theo và dựa trên một cái sự bất bình đẳng nào đó thì cái khoản này nó không còn đẹp và sạch sẽ được nữa. Cho nên mọi cái khoản thu nhập mà chúng ta có được nó phải dựa theo một cái sự động cơ trong sáng, thì lúc này tiền của chúng ta mới thật sự sạch sẽ. Còn nhiều khi tiền về tài khoản nhưng nó dựa theo những thông tin nội bộ, nó dựa theo những cái nọ cái kia thì không ổn. Cá nhân tôi biết nhiều thông tin nhưng mà tôi cũng hạn chế và thậm chí là không nói chuyện với cả là những người bạn của mình có chơi chứng khoán đó. Bởi vì việc cung cấp thông tin nó là cái việc mà có thể nói nó tạo ra một sự bất bình đẳng, và tôi cho rằng trong mọi xã hội cái sự bất bình đẳng như vậy nó sẽ tạo nên một cái không tốt. Và các bác, tôi nghĩ rằng là chúng ta nên tập trung vẫn đầu tư cổ phiếu vân vân, nhưng phải biết cách phân tích và phải có trí tuệ, và đừng để lòng tham dẫn dắt mình. Bởi vì khi để lòng tham dẫn dắt mình, mà tiến sĩ Đinh Thế Hiển có nói một câu, dòng tiền lười và tham, nghĩa là lười, ngại di chuyển vân vân, tham nghĩa rằng là muốn có lợi suất cao, thì dòng tiền lười và tham thì không ổn đâu. Đó. Tiền là máu và nước mắt, cho nên rằng là bảo vệ được đồng tiền của mình nó là cái điều mà có thể nói rằng chúng ta phải thật sự có kiến thức, chứ không phải là
như là 6:30 phút chúng ta làm một con lô con đề là chúng ta có thể nhân 70 hoặc nhân 4 lần là không được. Cá nhân tôi không ủng hộ những việc như thế. Đấy, đúng không ạ? Chúng ta phải kiếm sống bằng chính cái trí tuệ và năng lực của mình, chứ không phải bằng một cái sự may mắn bất ngờ nào đó. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.